Tất cả chúng ta đều muốn nói hay, thuyết phục được người nghe. Nhưng không ít phụ nữ thích phân tích nhiều, khiến vấn đề bị đẩy đi xa. Tôi nghe đồn hả là ba của chị Lan có vấn đề về tâm lý, tâm thần. Chị Lan là bị tâm thần di truyền. Và hậu quả những thông tin đó sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng. Đó là chúng ta cảm nhận được cái thái độ của người nghe như thế nào. Nói nhiều hay nói ít, nó không phải là cái vấn đề quá quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta nói cái gì. Làm sao để phụ nữ biết điểm dừng để lời nói của mình có giá trị? Mình dùng đến đôi tai của mình để mình nghe coi người đang nói chuyện với mình, người ta đang muốn nghe cái gì. Tất cả những cái này nó thuộc về cái kỹ năng, mà kỹ năng này thì nó lại thuộc về sự trau dồi. Câu trả lời sẽ có trong chương trình Quyền năng phái đẹp, chủ đề Nói lắm thì hơn lời khùng, phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.